shopbusgaming.com đang có chương trình nhân 3 nạp thẻ ở mọi mệnh giá. Chỉ với 100k các bạn sẽ được nhân lên thành 300k. Cùng rất nhiều các vòng quay có cơ hội nhận đến hàng chục nghìn trăm nghìn kim cương. Ngoài ra còn rất nhiều tài khoản FIFA VIP đang chờ đợi các bạn. Hãy nhanh tay truy cập ngay shopbusgaming.com, link dưới phần mô tả và ghi ở phần bình luận các bạn nha. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với video tiếp theo. Thì mình qua đây chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ và có thời gian xem video rồi thú vị bạn nha. Ok, thì trước mặt các bạn đây có thể thấy là Đông Móng và Trang 2K4. Đấy, thì mấy hôm nay mình thấy là các bạn ồn ào trên TikTok cả YouTube là cái câu chuyện Đức chia tay bé Mon có nhiều mới. Đấy, thì hôm nay mình có một cái thông tin cực kỳ là hay mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Nhưng mà trước khi chia sẻ với các bạn thì mình đã xin phép bạn của mình rồi. Các bạn ơi, để mình làm clip này đấy nên là các bạn yên tâm nhá, không sao cả. Ok, thì hôm nay là mình vừa mới bắt gặp được một tin trên TikTok là Đức Móm chia tay bé Mon và đã có người yêu mới, tức là Trang 2K4 đấy các bạn ạ. Đấy, cho đến thời điểm bây giờ thì Đức lại chia tay Trang 2K4 và quay lại với bé Mon đấy. Vừa nghe được cái tin này cực kỳ là sốc luôn, không biết là có phải thật không. Còn một điều nữa cơ, tức là Đức đã chia tay người yêu mới để đi vào trong Sài Gòn gặp bé Mon là người yêu cũ. Ui dồi ôi, mình thấy câu chuyện tình cảm của Đức nó rất là phức tạp, loằng ngoằng đấy. Rồi các bạn ơi, trước khi khám phá những thông tin này thì mình sẽ cùng các bạn xem lại những khoảnh khắc mà Đức gặp Trang ở những ngày đầu tiên và cầu hôn, cầu yêu ra sao bạn nhá. Ok, đây là video Đức tỏ tình Trang này. Các bạn có thể lên xem full tại kênh Epic Entertainment nha các bạn. Ok. Sao bế rồi gì mà chân vẫn chạm đất này. 2, 3. Bắt đầu. Mày tóc vào bạn nữ ơi. Sao mà đôi này cứ kiểu vội vàng nhỉ? Vội vàng thật sự ấy. Hết giờ. Ok, xin mời hai bạn đằng sau quay. Sau 10 giây đường đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để từ ngày hôm nay từ bạn trở thành người yêu thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây bắt đầu. 10, 9, ai vote thì comment tim. 7, 6, ai vote đồng ý comment tim. 5, 4, đang suy nghĩ. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Ôi, Trang là người quay lại trước luôn các bạn ơi. Thực sự là lần đầu tiên mình xem luôn đấy. Ông Đức ông còn tí hí à, vãi cả hàng. Sao vội thế, thằng bạn mình nó vội chứ, kiểu vồ gái con nhà người ta như kiểu là vồ gấu bông vậy. Em ơi, quay về đây nhá, chưa được quế, em vã quá. Em vã quá. Trang ơi, em đồng ý làm người yêu anh nhá. Em đồng ý. Ok, bây giờ bế ra khỏi vòng luôn và đúng format chương trình nào. Ok. Cứ ngỡ rằng trăm năm nhưng mà ai ngờ lại chỉ là vài ngày các bạn ạ. Ui dồi ôi buồn. Mình cũng rất là tiếc luôn. Nhưng mà theo cá nhân của mình ấy, mình không có một ý kiến trái chiều gì về tất cả những mối quan hệ của Đức cả. Mình đều ủng hộ tất cả mối quan hệ của Đức từ trước đến nay và hiện tại và cả tương lai nữa đấy. Nói chung là Đức yêu ai thì mình cũng vẫn sẽ ủng hộ, vẫn sẽ quý, kể cả là người trước, người mới hay là như nào các bạn ạ. Đấy, mình không có như nào cả, mình đều ủng hộ nha các bạn nha. Đấy. Đấy, nhưng mà mình thấy là một số bạn cũng comment không ủng hộ bạn Trang với Đức này cho lắm. Nhưng mà mình thấy ấy, các bạn ơi, là Đức yêu ai thì đấy là quyền của Đức. Đấy, là chuyện tình cảm của Đức mình không thể can thiệp được, mình chỉ có thể ở ngoài ủng hộ hoặc là không thôi các bạn nha. Đấy, chúng ta không nên gọi là phán xét bất kỳ một cái gì, thay vì như thế chúng ta có thể chúc phúc cho người ta. Đấy. Ok, đấy là cách vui vẻ nhất rồi các bạn ơi. Đấy, còn mình thấy là có bạn còn bảo là Đức bị bỏ bùa yêu. Ui dồi ôi, bỏ làm sao mà được bùa các bạn ơi, con người bây giờ không có bùa đâu, do cảm xúc của mỗi người hết nha các bạn nha. Ok, đây các bạn ơi, đây lại là một diễn cảnh khác khi mà Mon đi ghép đôi trên phố đi bộ ở trong Hồ Chí Minh. Đây, mình sẽ cùng các bạn xem và mình sẽ nói tiếp nha. Làm bạn thôi. Thôi, mày đừng có bốc quét. Làm bạn thôi. Nhưng mà Đức Mộng với các bạn kia mà cái đợt anh vừa ghép ở ngoài Hà Nội là hai bạn yêu nhau rồi mà, xong rồi như nào? Em không
không biết nữa, nhưng mà không gọi Đức có vào đây thì Đức bảo là Đức với bạn kia chia tay rồi. Ảo thật đấy. Và Đức cũng muốn quay lại với em. Không được, không thể tin nổi. Đúng là không thể tin được, đúng là không thể tin nổi. Rõ ràng là Đức đi ghép đôi yêu Trang rồi nhưng mà lại vào Sài Gòn bảo là chia tay Trang quay lại với Phong. Mình đúng là thật không thể tin nổi được các bạn ạ. Đây chính là cái vấn đề của video ngày hôm nay à. Đấy. Thì tất cả những video này các bạn có thể lên xem full tại kênh SPX nha các bạn nha. Đó. Thì mình cũng không biết là thanh niên Đức trêu đùa anh em mình hay là thật nữa các bạn, hay là Mon trêu đùa nữa. Nhưng mà nó là sự thật các bạn ạ. Đây là video Đức vào thăm nhà Mon này, các bạn thấy chưa? Đó. Đấy chưa? Bên kia là trung tâm luôn. Đấy, trung tâm nha mọi người. Đấy các bạn thấy chưa? Uầy, cô te chưa? Đấy, về cùng phòng luôn mà. Úi giời ơi, quay lại rồi các bạn ơi. Đó. Đức với Mon quay lại rồi. Đã là ok rồi. Cúc sinh tồn. Alo, alo. Đó các bạn thấy chưa? Đấy là bằng chứng xác thực. Xác minh, xác gọi là chứng minh là Đức đã vào Sài Gòn gặp Mon nha các bạn nhé. Còn giữ ảnh của bọn mình không? Có giữ ảnh bọn mình không ấy, nghe thân thiết không? Đù! Trả hai cái. Còn giữ luôn mà. Nghe giọng Đức kề nghe vẻ gì? Tình cảm đấy. Ôi, giữ. Đấy, anh em nhìn nhá, tôi sẽ review cho anh em xem. Ngon không? Đấy bạn thấy chưa? Quay lại chưa? Quay lại rồi nhá. Có chưa nữa các bạn ơi, còn nữa cơ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn xem một cái livestream này nữa. Này, rất là hay các bạn này. Đấy. Cái này là Mon đọc comment của một bạn. Comment trên livestream TikTok bảo là anh Đức có nhiều mới rồi. Xong Mon hỏi Đức, xong Đức nói gì các bạn nha. Chưa? Mon đọc comment của bạn là chị không sợ nhiều mới của anh Đức ghen à. Xong Đức bảo là chia tay rồi. Sốc chưa? Bất ngờ chưa? Còn nữa các bạn nha, chưa đâu. Còn nữa, mình sẽ cho các bạn xem tiếp này. Ok bạn ơi, đây là một video mới của Mon vừa mới đăng 17 giờ trước này, bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem nha. Tức là ở cùng một góc cam này, cùng một cái cục đá này, trước là có Đức tặng cái viên kẹo mút, bây giờ là không có nữa. Thì đây là video Mon đăng 17 giờ trước, tức là Mon đang đăng về tâm trạng và nhớ đến cái khung cảnh của ngày xưa. Tức là nhớ về Đức ấy, nhớ video cũ đấy bạn ạ. Đấy, nghĩa là chưa chia tay đâu, chưa quay lại đúng không các bạn. Đấy, và sự thật là Mon với Đức chưa quay lại các bạn nhá. Cái thời gian Đức vào Sài Gòn chơi ấy, là đi quay sự kiện thì vào gặp Mon chơi với Mon một vài ngày thì Đức đi về thôi. Đấy, thật sự là Đức muốn quay lại với Mon nhưng mà Mon không đồng ý các bạn ạ. Đấy, theo như mình biết được là như vậy, mình có hỏi Mon mà, đúng không? Và bên phía Đức thì Đức vẫn đang yêu bạn Trang bình thường thôi, đúng không? Đấy, chưa hề chia tay Trang và quay lại với Mon nha các bạn nhá. Cái này là sai rồi. Mình và các bạn bị gọi là thao túng tâm lý các bạn ơi. Chúng ta gọi là đều là những hạt đậu xanh và bị hiểu nhầm nhau trên mạng rồi. Đấy, đây chính là câu trả lời chuẩn và chính xác nhất dành cho các bạn. Ok, ai mà muốn mình gọi điện xác minh hỏi Đức hay là hỏi Mon hay là hỏi Trang thì lại giúp mình đi. Ôi, nói đùa thôi chứ các bạn. Chưa gọi là tình hình nó vẫn như cũ, vẫn đang là yêu Trang và vẫn đang là chia tay Mon. Còn sắp tới tương lai là Đức có chia tay Trang quay lại Mon hay là yêu ai nữa thì mình không biết bạn ạ. Nói chung là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Và mình có một cái này rất là hay này. Anh em thấy cặp đôi Đức Mon hay là Đức Trang ok hơn thì anh em comment bên dưới nhá. Theo mình thì đôi nào cũng ok hết đấy. Tại vì đôi nào cũng là Đức, đôi nào cũng là Mon và đôi nào cũng là Trang. Và ba người đều mình đều quý như nhau cả. Mình đều ủng hộ bạn nhá. Không phải Đức yêu luôn hai em thì cũng được, chả sao cả. Thế thì càng vui các bạn nhỉ, đúng không? Ok, thì chắc là clip mình đến đây kết thúc thôi. Nếu bạn thấy hay thì nhớ là like, chia sẻ giúp mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại bạn các clip theo. Bye bye, chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.